Hello, xin chào mọi người, xin chào cả nhà. Hôm nay là một ngày chủ nhật cuối tuần, thực sự là tuyệt vời đúng không các bạn? Hôm nay Hải sẽ chia sẻ cho các bạn một cái loại đồ uống cũng rất là nổi tiếng cách đây tận 70 năm rồi. Loại đồ uống này có tên là cà phê kem trứng. Vậy như các bạn đã biết, cà phê kem trứng thì ở trên thế giới nó đã xuất hiện hơn 200 năm rồi các bạn. Đó là cà phê trứng, đã hơn 200 năm rồi. Tuy nhiên là cà phê kem trứng thì nó mới xuất hiện ở Việt Nam cách đây vừa tròn 70 năm. Các bạn thấy là có khiếp không ạ? Xuất hiện cách đây 70 năm. Thế thì đây là một trong những loại cà phê mà nó có thể nói là khi nói đến Hà Nội, nói đến Việt Nam, ai cũng biết đó là cà phê trứng. Và cà phê trứng được xuất phát hay là được làm ra, được sáng tạo bởi một người nào đấy chắc các bạn cũng biết đúng không? Đó là một người trên phố cổ, đó là gần khu vực Nguyễn Hữu Huân. Cái xuất phát điểm của cà phê trứng nó có một câu chuyện như sau. Đó là vào những cái năm 1950, nơi mà chúng ta vẫn biết là sữa ở trên Việt Nam mình có rất là ít, đó là sữa tươi, nhưng mà lại có rất nhiều gà và rất nhiều trứng. Cho nên tình cờ một thời điểm mà cái người đầu bếp này họ đang thiếu sữa, đang thiếu sữa tươi, và họ đã lựa chọn một loại là làm cái gì đó để có thể thay thế sữa tươi và uống vẫn ngon, vẫn ngậy và vẫn béo. Cũng như là cái đồ uống này nó được làm phần lớn từ trứng, và đến hôm nay là cà phê trứng đã đi theo chúng ta được 70 năm rồi các bạn nhé, qua vài ba bốn thế hệ rồi. Và trong cái bài cà phê trứng này, Hải sẽ chia sẻ cho các bạn tất tần tật mọi thứ nó liên quan đến những cái cách làm cũng như là nguyên liệu về cà phê trứng. Việc đầu tiên Hải chia sẻ đó là để làm được cái cà phê trứng, chúng ta cần những nguyên liệu như sau. Các bạn cần, đầu tiên này, chúng ta sẽ đi từng phần một nhé. Chúng ta sẽ có trứng, trứng gà. Thứ hai là chúng ta sẽ có mật ong. Các bạn có một chút vani. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ sử dụng là cái tinh dầu vani. Các bạn mua tinh dầu vani rất dễ, ra Abbey hoặc là ra một số nơi shop đều bán cái tinh dầu vani. Các bạn sử dụng đường. Ở đây là chúng ta sử dụng cái đường vàng. Các bạn nên chúng ta sử dụng đường vàng, bởi vì trong đường vàng nó có cái mùi thơm, một chút mùi thơm mật ong, một chút thơm tự nhiên, không nên sử dụng đường trắng. Ở đây chúng tôi có một chút sữa. Đối với cả sữa tươi thì trong cái pha chế cà phê kem trứng, các bạn không nhất thiết là đưa sữa tươi vào. Nhưng tại sao chúng ta vẫn có thể đưa vào không sao cả? Bởi vì cái quá trình đánh cà phê trứng, các bạn muốn cái màu của cà phê trứng, nếu đánh tự nhiên cái màu nó hơi vàng vàng và gọi là màu vàng chanh như thế này, vàng rất là đậm. Nếu như các bạn muốn cái cà kem trứng của chúng ta có màu nó sáng hơn một chút, thì các bạn có thể cho thêm vài giọt đến cái sữa tươi vào để cho cái màu trứng nó sáng lên, nhìn nó vẫn đẹp mắt, đúng không bạn? Rồi, tiếp theo các bạn sẽ có cà phê. Vậy nguyên liệu chúng ta sẽ gồm có cái trứng, gồm có này, đầu tiên là cái mảng kem trứng. Kem trứng bao gồm trứng gà, mật ong, vani, sữa tươi và một chút đường. Ngoài ra các bạn vẫn có thể là cho thêm một nguyên liệu nữa, đó là mọi người thường sợ tanh, cho nên mọi người cho một vài giọt cái rượu rum. Như vậy mọi người nghĩ rằng là nó sẽ át mùi tanh, nhưng tuy nhiên không sao, các bạn chỉ cần sử dụng nguyên liệu như thế này thì đã là không tanh rồi. Thế còn một số người cũng có thể nói rằng là nó tanh là do cái lòng đỏ hoặc lòng trắng, nhưng theo như các bạn thì là cái tanh của cà phê trứng nó nằm ở đâu? Nó nằm ở lòng đỏ hay là nó nằm ở trong lòng trắng trứng? Chắc chắn câu chưa trả lời thì mọi người cũng thường hiểu rằng nó nằm ở cái chỗ phần lòng trắng, đúng không? Nhưng mà xin thưa các bạn, không phải như vậy. Cái cà phê trứng ấy, cái mùi tanh của nó lại xuất phát từ lòng đỏ các bạn nhé. Bởi vì trong lòng đỏ nó có rất là nhiều chất, nó có chất protein, mỗi một quả trứng nó có tận 13 gram protein đó. Rất là nhiều chất. Và bên cạnh đấy, lòng đỏ trứng nó còn có rất nhiều chất, như vitamin D, vitamin B, A và các khoáng chất như là kẽm hoặc là chất sắt, nó cực kỳ có lợi cho cơ thể. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái quy trình làm. Đầu tiên, làm được cà phê kem trứng thì chúng ta phải có cái phần kem trứng. Kem trứng hôm nay chúng ta sẽ sử dụng trứng gà. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ sử dụng trứng gà. Và trứng gà các bạn cũng phải lưu ý là trứng gà gì, sử dụng trứng gà có ngon hay không thì nó phụ thuộc vào các loại trứng.
Các bạn lưu ý nhé, trứng gà ngon nhất vẫn là trứng gà đang phổ biến bây giờ, nó gọi là trứng gà Ai Cập, gà có giống từ Ai Cập. Trứng có vỏ màu trắng, và con gà Ai Cập thì các bạn biết rồi, nó ra cái sản lượng rất là lớn. Cái thứ hai là cái chất lượng của gà Ai Cập rất là tuyệt vời. Nếu như tôi không nhầm thì là một năm một con gà Ai Cập nó có thể sản xuất ra được 320 quả trứng, trong khi đó con gà bình thường nó chỉ đẻ ra được khoảng 110 quả. Đó là nó còn gọi là gà siêu trứng, gà Ai Cập. Các bạn lưu ý cái vỏ này nhé. Trong quá trình đánh kem trứng ý, thì các bạn nếu như mà các bạn muốn ngọt thì các bạn có thể cho thêm nhiều đường hơn. Cứ vậy, nếu các bạn muốn nó nhạt các bạn giảm đường đi, có vậy thôi. Chúng ta sẽ lấy trứng. Trong cái phần video này Hải sẽ làm một mẻ và Hải làm bằng 5 quả trứng các bạn. Còn bình thường thì trên một cốc thì chúng ta sẽ sử dụng 1 quả đến 2 quả trứng trong một cốc. Đối với cả kem trứng thì các bạn sẽ không thể là làm từng quả một. Chúng ta sẽ làm một mẻ. Chính vì vậy cho nên là một số những cái quán khi mà họ làm chuyên về trứng, khách gọi là chúng ta mang ra ngay bởi vì họ đã làm sẵn. Còn những quán cà phê bình thường mà chúng ta không bán cà phê trứng ấy, nếu như khách có gọi mà chúng ta làm thì đợi nó hơi lâu, các bạn phải làm trước. Các bạn có câu hỏi gì không? Chúng ta có thể hỏi tôi giải đáp luôn. Thời gian để cà phê trứng các bạn có thể để trong ngày, là chúng ta làm từ sáng chúng ta để trong tủ mát, chúng ta sử dụng trong ngày, không sợ hỏng các bạn nhé, bạn để trong ngày. Trường hợp để trong ngày mà trứng của chúng ta nó bị xẹp xuống, các bạn lại cho vào tủ, lại cho vào máy đánh bông lên thì trứng lại bông và lại có thể phục vụ được bình thường. Việc tiếp theo, các bạn đây chúng ta đập xong trứng rồi các bạn, chúng tôi sử dụng trứng gà Ai Cập. Thế còn nhiều người vẫn làm trứng, tuy nhiên thì các bạn chưa chắc đã biết được là trứng gà như thế nào là ngon, đúng không? Thì cái đầu tiên là phải là trứng gà Ai Cập. Cái thứ hai là các bạn nên mua cái trứng tươi. Trứng tươi có nghĩa là trứng gà mới đẻ ra được 1 hoặc 2 ngày, 3 ngày được gọi trứng tươi. Sau 3 ngày không được gọi là trứng tươi nữa. Cho nên khi các bạn đi mua, các bạn lưu ý, các bạn sẽ hỏi là: em chào anh, em chào chị, con chào bác, hôm nay con mua trứng để con làm đồ, hoặc là con làm trứng để ăn trực tiếp, có nghĩa là ăn sống đấy các bạn ạ. Cho nên các bạn lưu ý giúp con bán cho con những quả trứng mà nó là trứng tươi 1 hoặc 2 ngày, ít nhất là 2 ngày càng tốt. Nếu các bác để sau 3 ngày thì thật sự không ổn. Con cũng khó với cái mắt trần, người trần mắt thịt như con mà không phải chuyên nghiệp thực sự cái việc đẻ trứng thì con không thể biết được là trứng tươi hay là trứng 1 ngày hay trứng 3 ngày nó có nhiều sự khác biệt. Nên chúng ta cứ mở lòng ra, chúng ta hỏi cái người bán hàng. Có những người bán hàng người ta nói rất hay, nhưng mà lời đi mua cái đó bạn mua giá tiền thật không được cả đó. Và trứng tươi là như thế nào là trứng tươi? Thì xin thưa các bạn, trứng từ 1 đến 3 ngày được gọi là trứng tươi, thì chúng ta phải sử dụng rồi. Trứng cố gắng các bạn chỉ để từ 1 cho đến 10 ngày thôi. Đó là để ở không gian ngoài, không có không gian ngoài trời, với nhiệt độ của độ 28-30 độ. Còn nếu các bạn để ở trong nhiệt độ của độ dưới 28 độ thì các bạn có thể để ở 12 ngày thì trứng vẫn còn tươi. Còn nếu ở không gian bình thường, ở cái môi trường bình thường các bạn để trứng bên ngoài nhé, thì sau 10 ngày trứng không còn ngon nữa, trứng tự oxy hóa bên trong. Cho nên các bạn lưu ý đừng để trứng bên ngoài. Chúng ta muốn bảo quản trứng để lâu hơn, các bạn mua về rửa sạch để ráo nước, đừng có lát. Sau đó các bạn để trong tủ mát. Khi các bạn để trứng ở trong tủ mát, các bạn có thể để được rất lâu, 3 tháng, 6 tháng hoặc là thậm chí 9 tháng, 10 ngày trứng vẫn rất ok, nhưng là phải để trong tủ mát. Ok các bạn, đó là rồi, tôi chia sẻ với bạn đó là trứng tươi. Trứng tươi là trứng mới. Và buổi sáng nay tôi cũng mua được trứng mới. Đó là trứng Ai Cập mới đẻ hôm qua. Nên hôm nay là. Và cái vỏ nó màu trắng. Còn nếu như các bạn mua trứng mà cái vỏ của nó màu hơi màu nâu cánh gián ấy, màu đỏ đỏ ấy, thì đó là trứng gà công nghiệp của anh. Đó là trứng gà công nghiệp. Còn trứng mà gà này không phải trứng gà công nghiệp. Đây là trứng gà dòng Ai Cập. Nhờ trứng gà là Ai Cập. Tiếp theo, các bạn sẽ chúng ta chuẩn bị đánh. Vâng, đánh trứng. Anh check lại cái đèn. Các bạn sẽ đánh trứng. Đầu tiên các bạn lưu ý đối với dụng cụ nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái dụng cụ của đánh trứng là bằng nhựa. Đó. Chúng ta không nên sử dụng
cái dụng cụ đánh trứng bằng inox. Đó. Nếu như các bạn sử dụng cái dụng cụ mà đánh trứng bằng inox như này, khi độ đánh quá trình va đập như giữa dụng cụ, nó sẽ làm cho trứng khét và cái mùi kem trứng sẽ không uống được. Thậm chí khi chúng ta ngửi, chúng ta cảm giác giống như là cái mùi trứng ung. Các bạn, tôi đã từng uống cái kiểu này, nó giống như mùi trứng ung, nó không làm thế. Cái thứ hai là các bạn cũng có thể sử dụng cái dụng cụ bằng sứ, nhưng tuy nhiên với tôi, các bạn sử dụng dụng cụ bằng cốc nhựa là tốt nhất. Đó. Tiếp theo đến cái việc là các bạn sử dụng những cái máy đánh trứng như thế nào. Okay. Các bạn chú ý nhé, máy đánh trứng máy nào có thể khá giống nhau, tuy nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái lồng đánh này, nó nhỏ, càng nhỏ càng tốt, và nó có cái sợi nhỏ tròn tròn ấy, thì quá trình đánh trứng rất là bông. Còn nếu các bạn sử dụng những cái dụng cụ đánh trứng như thế này, là các bạn nhìn này, thì nó bị dày và đánh nó không được bông. Nên các bạn lưu ý, chúng ta sử dụng cái dụng cụ này cũng phải là dụng cụ, cũng phải là tiêu chuẩn, không phải là cái dụng cụ nặng đánh đâu. Các bạn đánh bằng cái dụng cụ này rất là khó, trứng không bông, màu của nó còn đỏ, không sáng. Hôm nay tôi chia sẻ với bạn cả hai loại, một là cái dụng cụ này, đây là dụng cụ đánh lồng nó hơi to thô, và một loại nữa tôi chia sẻ với bạn cái lồng như này. Các bạn nhớ nhé, chúng ta sử dụng càng cái lồng nhỏ thì là càng bông, nó sẽ bông hơn. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu trứng đánh. Các bạn lưu ý, chúng ta sẽ cho trứng, lòng đỏ trứng. Các bạn cho chút vani. Một việc nữa là các bạn lưu ý là cái sử dụng vani cực kỳ khó, chứ không phải đơn giản rồi nhé. Ở những cái đầu bếp nước ngoài sử dụng vani tươi ấy, là họ phải là những người chuyên gia thì biết động cái vani tươi. Vani tươi nó có những thời điểm một cọng vani to như cái ống hút này, hoặc là một cái cọng vani nhỏ như cái que này, cái này thôi, nó có giá khoảng 350.000 một cọng vani như này. Mỗi lần mua xong, cái người chef, người ta mỗi lần mua về chỉ giao cho đúng người bếp trưởng. Sau đó thì sau khi dùng xong, đặc biệt là cái bánh luôn, sau khi dùng xong cọng vani một lần, họ sẽ lại cất vào trong cái hộp giống hộp xì gà, đóng nắp và nhét trong túi bảo quản, giống như là bảo quản một cái tài liệu mật vậy các bạn. Đó là cái vani nó rất là khó dùng. Còn bình thường khi mà sử dụng vani, hãy chia sẻ luôn, các bạn sẽ tính cho tôi 1 lít nước thì các bạn sử dụng 50ml lượng vani vào, như thế là đủ vừa. Từ cái mức độ 50ml thế vào thì lúc đấy các bạn có thể triển khai 7ml hoặc là 30ml tùy vào các bạn. Tuy nhiên thì cái khối lượng dung tích chuẩn nhất là trên 1 lít nguyên liệu. 1 lít hỗn hợp các bạn sử dụng 50ml vani, như đấy là tiêu chuẩn. Được rồi. Okay. Chúng ta có vani rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho một chút mật ong. Mật ong là một cái hương vị, nó một là nó cho độ ngọt, độ thơm, hai là nó nóng. Khi các bạn đánh kem trứng có lấy mật ong vào thì nó sẽ làm chín trứng luôn. Các bạn cho đường vàng, một số người gọi là đường đỏ cũng không sao các bạn nhé. Đó, các bạn cho đường vàng. Đường vàng thì như tôi chia sẻ, các bạn có thể cho nhiều hoặc ít, tuy nhiên thì cho nhiều thì nó ngọt, và cơ bản nó hơi ngọt một chút, bởi vì cái cà phê của chúng ta là cà phê nguyên chất. Đó. Các bạn cho một chút như thế. Và sau khi có đủ nguyên liệu rồi, chúng ta sẽ đánh. Đối với cả cái sữa tươi, các bạn đừng cho vội. Bây giờ chúng ta đánh khoảng độ được 70%, 80% chúng kết thúc, thì lúc đó chúng ta cho vài giọt sữa tươi vào. Sữa tươi các bạn cũng lưu ý, chúng ta cho sữa tươi full cream, nghĩa là sữa tươi thanh trùng, hoặc và sữa tươi không đường. Các bạn cho sữa tươi full cream, ví dụ là đường bông lan, hoặc là green lan, hoặc là ancho, hoặc là fish tea, những cái loại đó nó có, bây giờ các bạn có thể cho cái sữa tươi có chữ barista cũng được, nó có độ bông cao. Khi đưa vào đây nó trứng của chúng ta, kem trứng nó có sẽ có độ bông, và nó cũng sẽ có lỗ li ti bên trong kem trứng, nhìn rất là đẹp mắt, và đặc biệt nó chuyển cái vàng màu. Và chúng ta sẽ sử dụng sữa tươi full cream không đường, và nhớ cho sữa tươi vào sau cùng. Vâng, chúng ta bắt đầu đánh các bạn nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái này này. Các bạn nhìn thấy chúng ta bắt đầu đánh này, đầu tiên là màu đỏ đúng không ạ, màu chính nó đỏ. Đó. Đó. Lúc đầu nó đỏ, sau cái thời gian đánh khoảng độ 1 phút rưỡi đến 2 phút, màu chính bắt đầu chuyển đến trắng trắng vàng vàng.
Quá trình đánh với cái này, nhiệt bằng tay như nào, nó tạo ra cho trứng khoảng độ ở mức khoảng độ 28 đến 30 độ, và nó làm ấm cái cốc, và cái cốc nhựa này nó sẽ giúp cho trứng chín nhanh hơn. Đấy, tại sao người dùng cốc nhựa mỏng là như vậy? Cái cốc cà phê kem trứng này của tôi chia sẻ với các bạn, nó không đơn giản là trong thời gian ngắn mà Hải đã hoàn thiện cái công thức của kem trứng. Trần Hải đã thất bại rất nhiều cái kem trứng này rồi. Có những người trả cho Hải là hơn 2 triệu đồng để mua cái công thức kem trứng này, mà đầu tiên Hải đã bị fail, nghĩa là Hải đã một thời gian mà bị không thành công với kem trứng. Và để được cái kem trứng như Hải đang chia sẻ với các bạn này, Hải đã mất khoảng độ 8 tháng các bạn nhé. 8 tháng vừa đi uống, vừa đi ăn, vừa đi trải nghiệm, vừa đi xem, vừa đi học hỏi và vừa làm thử, dòng giá 8 tháng trời. Dĩ nhiên là 8 tháng trời Hải không phải chỉ ăn với cả đi tìm cà phê trứng, tìm kem trứng, mà là Hải phải vừa làm việc, vừa đi tìm bạn bè, vừa đi tìm những người ta làm, và mỗi người có một công thức khác nhau. Sau đó Hải bằng những cái kinh nghiệm của mình, Hải tích lũy ra và đưa ra một cái nguyên liệu, một công thức, và ngày hôm nay Hải chia sẻ với bạn. Cái công thức này có một số người bán 50 triệu, và 50 triệu một cái công thức kem trứng này không đơn giản đâu nhé. Có những người mua 50 triệu một công thức này. Các bạn nhìn đấy, khi chúng ta đánh nó khoảng là 1 phút rưỡi rồi đấy, thì nhìn cái màu đã khác rồi đúng không các bạn? Như này chưa được. Khi mà các bạn đánh xong mà chúng ta đưa cái dụng cụ lên, nó không được chảy sệt như thế này, nó phải cứng, có nghĩa là nó phải dính, nó không rớt như thế này thì mới là đạt. Bây giờ chúng ta đánh tiếp. Đây là kem trứng các nhá, để mà bắt đầu ăn được rồi đấy. Có nếu là Hải thì Hải sẽ sử dụng luôn cái kem trứng đánh theo kiểu 40% như thế này để Hải uống, bởi vì trong cái thời điểm này là lúc ngon, nó rất là ngậy, rất là béo, rất là sánh, rất là mịn, nói chung là rất là ngon. Nó hơi tinh tanh một chút bởi vì nó được đạt được 45% rồi, hơi tinh tanh một chút. Tuy nhiên thì chúng ta phải đánh tiếp. Nếu như mà Hải để Hải sẽ uống như thế này rồi, chúng ta mang ra, chúng ta đổ vào dưới cốc, xong chúng ta cho cái cà phê máy, ví dụ espresso chúng ta cho vào, chúng ta uống trực tiếp thì thấy ngon lắm. Nhưng không sao, trong cái bài này mình sẽ đánh cà phê cứng hơn một chút theo cứng như bình thường chúng ta làm, gọi là giống như cà phê giảm đó, cà phê kem trứng của giảm. Chúng ta nhầm những cái phần đó. Về thời gian đánh các bạn lưu ý, thông thường chúng ta sẽ đánh được 5 phút các bạn nhé. 5 phút có người nói là 7 phút, nhưng mà theo tôi đánh 5 phút là được rồi. Vì nếu các bạn đánh lâu quá thì cái trứng nó bị sát, như vậy uống không có độ dậy. Các bạn đánh ít quá thì nó lại bị tanh. Đó, không phải đơn giản đâu. Đánh lâu quá thì lại bị cứng, mất độ dậy. Đánh nhanh quá thì lại bị tanh. Đó. Cho nên chúng ta đánh ở mức vừa phải, độ mềm. Được. Thấy quá nhiều, chuẩn bị được nhé. Đây. Đó. Cái này vẫn chưa được. Hoặc là do cái dụng cụ tôi dùng là nó nhỏ, lát nữa tôi sẽ dùng cái thìa, tôi múc một cái thìa cà phê lên mà cái hỗn hợp của nó không bị rớt xuống. Đấy, có nghĩa là nó sẽ đạt cái đánh lên. Nếu như các bạn muốn nhanh ấy, các bạn có thể dùng cái máy có cái tốc độ cao, nghĩa là cái máy nó có cái công suất lớn hơn, thì với cả cái kem trứng này tôi chỉ đánh trong vòng 3 phút là ok. Đó. Sau khi các bạn đánh được cái kem trứng này xong, nếu như mà mình bán hàng luôn thì đánh 100 cốc, 100 suất liền, thì các bạn cứ để cho máy nó chạy nhẹ nhẹ như thế, cứ để nó chạy nhẹ nhẹ ở cái độ nó tới như thế này. Còn nếu các bạn làm ít thì các bạn đánh xong các bạn cất ở trong tủ mát, chúng ta dùng trong cả ngày luôn. Làm sao vậy? Bây giờ Hải sẽ lấy cái thìa. Khi mà Hải múc trứng mà nó khi úp xuống này, nó rớt luôn cũng chưa được, nhưng mà nó rớt xuống từ từ thì có nghĩa là kem trứng chúng ta đã được rồi. Các bạn nhìn này, đấy nhá, các bạn nhìn này, mịn nhá, đánh đúng á, nó có những cái chấm li ti bóng bóng ở trong. Phần này chúng ta vẫn chưa cho sữa tươi, sau đây chúng ta sẽ cho sữa tươi. Các bạn lấy, chúng ta bắt đầu thử này. Đây, chúng ta úp như này, nếu nó chảy nhanh quá, các bạn nhìn này,
Công nhận là chưa được. Có nghĩa chúng ta cần thêm một chút nữa. Chúng ta sẽ sử dụng một cái máy công suất lớn hơn để chúng ta đánh nhanh hơn các bạn nhé. Hôm nay Hải chuẩn bị hai cái máy này. Chúng ta sẽ đánh công suất lớn hơn. Khi mà các bạn đánh với cả cái máy công suất lớn hơn và đặc biệt nó có cái lồng nhỏ ấy thì sẽ tốt, và khi mà chúng ta sử dụng cái lồng kép như thế này thì nó va đập vào nhau thì cái quá trình đánh nó cũng nhanh hơn rồi nhé. Đến thời điểm này chúng ta chuẩn bị cho sức tươi vào được rồi. Đây. Đây các bạn nhìn đây, nó dính dẻo đấy, như này là đạt các bạn nhé. Rất khi ngửi xem nói bảo là nó có mùi rất là thơm, rất là ngậy, mùi mật ong, và chúng ta không thể nào chối bỏ được đó là nó vẫn có một cái vị hơi một chút tanh tanh của kem trứng. Khi mà cho cà phê vào thì lúc đấy nó sẽ hết cái mùi tanh và mùi tanh nó giảm đi. Chứ còn nếu mà uống kem trứng mà không có một mùi tanh gì thì không nên, như thế không còn gọi là kem trứng nữa. Còn vị tanh vừa phải. Có một số fan hâm mộ thì họ sẽ cầm cả cốc này ăn luôn, không cần phải gì khác. Nhưng mà một số người có thể là chưa quen với kem trứng hoặc cái cảm giác họ sợ không dám ăn đồ sống thì họ sợ thôi, nhưng mà thực tế là rất ok. Các bạn nhìn nào, chúng ta bắt đầu như này. Lúc này. Đây, nó bông lên đây. Để nó bông như thế này. Nó phồng như này là được. Đó. Đây như này này. Được. Màu trắng, các bạn thấy màu trắng chưa? Sáng chưa? Đó, rất sáng đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ về cái màu này đã là rất đẹp rồi. Nếu các bạn cần nó trắng hơn, các bạn có thể cho thêm ít sữa tươi. Các bạn lưu ý nhé. Một cái kỹ thuật khác các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Khi mà chúng ta cho trứng sống thì nó đạt được ở 1/4 bên dưới này. Nếu khi các bạn đánh bao giờ nó đạt được 1/5 độ bông cao lên thì như thế là đã làm được rồi. Đấy là cái cảm quan chúng ta nhìn vào mắt về cái khối lượng của nó. Bây giờ Hải xin phép thử luôn các bạn nhé. Wow, cực kỳ ngon các bạn nhé. Nó đặc, nó mịn, rất là thơm, rất là chất, không một chút tanh. Có thể nó hơi tanh tanh ở đâu đó nhưng mà nó hơi thoang thoảng thôi. Đây là chưa có cà phê mà uống nó rất là ngấy và độ ngậy cao nhá. Theo như mình mà Hải, theo như Hải các bạn chỉ đánh này thôi, đánh quá sẽ không còn đánh quá, ăn sẽ bị bã và xác. Đánh như này là rất chuẩn rồi. Rất ngon, Hải có thể ăn hết câu này được. Các bạn có thể mang lại cho bánh mì để ăn. Các bạn có thể ứng dụng cái này với là uống bia, cho một chút chúng ta cho một cái cốc cho kem trứng xuống dưới này. Đó. Xong chúng ta rót bia lại lên bia ba với Hà Nội là chúng ta uống gọi là bia trứng, rất là đủ các bạn nhé. Uống một cốc bia trứng, xin lỗi các bạn có thể 3 ngày sau không phải ăn gì hết, người vẫn cứ hoành tráng. Bia trứng nó loại hại như thế. Cái việc thứ hai là từ cái kem trứng này các bạn có thể ứng dụng bằng để làm các món như là đầu tiên là cà phê trứng, cái thứ hai là cho bia để uống thì người ta gọi là bia trứng. Còn một cách uống nữa là các bạn cho vào cacao, làm cốc cacao đá, xong các bạn cho kem trứng lên, chúng ta gọi là cacao kem trứng. Đấy. Hoặc là đồ uống nóng như cacao nóng, các bạn có thể vẫn cho cái kem trứng mà ta gọi là cacao trứng. Có rất nhiều cách để uống, nhưng hôm nay trong bài này thì Hải sẽ chia sẻ các bạn cái kỹ thuật làm về cà phê trứng, cà phê kem trứng. Ok, chúng ta có kem trứng rồi, chúng ta có cà phê pin từ trước rồi. Cái việc của chúng ta bây giờ chỉ là cho vào cốc và chúng ta chuyển cho khách hàng thôi. Cho vào cốc thì nó có nhiều kiểu cốc. Thông thường ấy, đây là một cốc tiêu chuẩn của cà phê trứng. Nghĩa là các bạn phải có một cái giống như cái kiểng. Xong các bạn để một cái miếng, để một cục nến bên trong. Và các bạn cho cốc lên. Trước khi làm, trước khi cho cà phê vào đây, cho kem trứng vào đây, các bạn nếu chúng ta nên làm nóng cái cốc này. Chúng ta sẽ phải làm nóng cốc bởi vì là chúng ta duy trì cái vị, vị của trứng không bị tanh. Đấy. Khi mà các bạn làm nóng cốc này, chúng ta làm xong nhé, chúng ta có cà phê, có kem trứng, bây giờ chúng ta chỉ thực hiện một cốc cà phê trứng mà mang ra cho khách hàng. Đầu tiên, các bạn dùng cốc tiêu chuẩn. Nếu không có cốc tiêu chuẩn như thế này, các bạn có thể lấy một cốc cao cao và chúng ta thả trong một
trong một cái bát đá, bát nước nóng, như thế là quá trình khách uống nó nóng từ đầu tới cuối không tanh. Còn trong cái buổi ngày hôm nay, Hải đã đầu tư một cái bộ tách cho cả cái trứng, cái này mua trên làn khoai các bạn nhé. Các bạn cứ lên chỗ bộ trứng vận alo cho mình sẽ liên hệ cho các bạn tất cả những nơi mua hàng đâu, dụng cụ đâu, nó vừa rẻ nó lại vừa nhiệt tình, nó vừa và chuẩn. Các bạn mua mà không ưng ý đôi khi có thể đổi lại, đó là năm thường vài nhà Mai Oanh chuyên về dụng cụ pha chế. Cái bộ này Hải đi theo Hải cũng được hơn 5 năm nay rồi mà nó chưa bị vỡ lần nào. Lần này em nó lại tiếp tục được show lại, được gặp các bạn, được chào hỏi các bạn. Đây là bộ cà phê trứng tiêu chuẩn. Các bạn một lần nữa Hải chia sẻ, chúng ta sẽ làm nóng. Chúng ta làm nóng tách. Đó, đổ đầy nước vào. Cái nước này anh chị đừng bỏ nhé. Nước này chúng ta lại quay đầu và chúng ta lại làm tiếp. Làm nóng tách này. Đó. Sau khi làm nóng tách rồi các bạn lưu ý này, chúng ta có thể để nước bên trong và chúng ta sẽ làm đổ luôn kem trứng vào. Nhưng nếu mà chúng ta làm như vậy thì bên trong này bị nước, nó khi mà đổ kem trứng vào nó sẽ bị bung, nghĩa là nó cái kem trứng nó không được vòng lên cao một chút mà nó mang nó chảy đây, nó sẽ vỡ chảy, nó chảy ngay bên cạnh. Cho nên tại sao chúng ta phải lo khô là như vậy, lo khô cho cái kem trứng nó bám chân các bạn nhé. Đó, nếu các bạn không muốn làm nóng theo phương pháp này thì các bạn cho vào lò làm nóng, thế là các bạn duy trì cái nhiệt độ luôn là nóng, làm cực kỳ sướng nó khô. Và tiếp theo các bạn sẽ khi mà có được cái tách nóng rồi, các bạn sẽ làm như sau. Cho đổ kem trứng này, các bạn nhìn kem trứng này ngon lắm, để nó có các cái chấm li ti rất là tuyệt vời. Đây nha, chúng ta cho kem trứng. Cái lượng kem trứng như thế nào thì xin thưa các bạn rằng là chúng ta cho khoảng độ 120ml kem trứng vào, có nghĩa là nó bằng mặt luôn các bạn nhỉ. Các bạn nhìn thấy mình hoành tráng chưa? Một cái cốc này tiêu chuẩn là 120ml kem trứng, các bạn nhìn này, nó bắt đầu chuẩn bị phồng rồi, mặt nó mịn như thế này, bằng luôn như thế này. Sau đó đây, mặt nó mịn như này, sau đó thì chúng ta đến bước đầy nó đang nóng rồi nhé, rất là tuyệt vời. Bây giờ bước tiếp theo chúng ta sẽ cho cà phê lên, cho cà phê vào trong. Cái cà phê này các bạn cũng phải làm nóng nhé, làm nóng cà phê, nóng kem trứng, nóng cốc, nóng mọi thứ đều nóng. Đó bạn. Ok. Chúng ta sẽ cho cà phê. Cà phê làm nóng bằng cách, một là cà phê vừa pha xong, nhưng mà Hải khuyên các bạn là nên dùng những cái cà phê pha sẵn cũng được. Sau đó thì mình cho vào phin. Sau đó thì khi mà cần làm nóng, các bạn chỉ cần cho vào lò vi sóng bắn trong 10 giây thôi. Nhớ là 10 giây nhé. Các bạn bắn lên là 15 giây là nó xù nó lên bọt, nó vỡ hết. Đó. Đây. Các bạn sẽ cho vào một cái dụng cụ có mỏ vịt này. Và sẽ rót vào giữa nhá. Đó, khi các bạn rót vào giữa đấy, bạn nhìn thấy nó nâng phồng lên chưa? Đó, các bạn nhìn thấy nó nâng phồng lên nhé. Đấy, nó phồng lên, nó cong lên nhìn rất đẹp. Đây là một tách cà phê trứng. Ngoài ra các bạn có thể rắc thêm lên đây một chút cái bột cacao, hoặc là các bạn cho sốt cacao các bạn để co lên cũng được. Trong phần hôm nay thì Hải chưa chuẩn bị trên sốt cacao. Đó. Và cũng chưa chuẩn bị sốt cà phê, và cũng Hải cũng không cho cacao vào vội. Hải làm phần cơ bản này. Sau khi cho kem trứng vào, cho cà phê vào, các bạn mang ra cho khách và chúng ta sẽ châm lửa thôi. Chúng ta đốt ở dưới này. Đây là cái cách mà chúng ta làm bằng đồ sứ và dụng cụ chuyên dụng. Còn ngoài ra các bạn có thể cho vào như thường thường các nơi người ta sẽ cho vào gì nhỉ? Bạn tắt giúp mình cái đèn đi cho nó nổi phần gì. Đó. Đây là hoàn thiện một cái tách cà phê trứng và phù hợp theo kiểu cực kỳ tiêu chuẩn. Đó. Các bạn có hỏi gì nhìn nữa không? Hỏi cái gì không? À. Đấy. Cái này mà phục vụ ở không gian một cái nhà hàng đẹp, một cái không gian lãng mạn thì cũng rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đó là nó rất là lung linh, nó cũng rất là huyền ảo. Đó là toàn bộ những cái quy trình, những cái câu chuyện, những cái thông tin liên quan đến cà phê trứng. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta phải xem kỹ, các bạn đừng có xem lúc đầu là lúc cuối là lúc thứ hai, bởi vì Hải đã có những thời gian Hải vừa chia sẻ lúc đầu, đó là 8 tháng Hải đi tìm cái công thức pha cà phê trứng để đưa cho bạn xem, là nó không hề đơn giản. Hải thất bại cũng nhiều, thời gian không nhiều, 2 lần nữa. Và cuối cùng là Hải tìm ra được một cái phương pháp, cái kỹ thuật pha để làm sao bạn tự tin với nguyên liệu ít nhất bạn có thể làm cà phê trứng. Và nhớ là các bạn cứ xem từ đầu đến cuối.
chúng ta không biết thì lại hỏi Hải nhé. Và một lần nữa Hải xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Trần Hải Vua Pha Chế. Qua kênh Trần Hải Vua Pha Chế, chúng ta được tương tác, được chia sẻ những cái gì liên quan đến thức uống, liên quan đến nghệ thuật ẩm thực. Và sau này thì Hải sẽ chia sẻ với bạn những cái phương pháp hay là những cái cảm nhận của mình đối với cả rượu vang. Đó là một góc văn hóa rượu vang mà Hải vẫn đang nung nấu để những series tiếp theo Hải sẽ làm ở bên đấy. Sau cái first series tiếp về văn hóa rượu vang, Hải sẽ chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật vận hành một nhà hàng quán cà phê hiệu quả, hoặc là chia sẻ với bạn những cách thức để setup ra một quán cà phê, để vận hành một quán cà phê kinh doanh. Một lần nữa chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Trần Hải Vua Pha Chế. Chúc bạn thành công.